Đức Thắng chào hết tất cả các bạn nhé. Trên màn đây là cái bo của một bếp từ, nó hiện đang lỗi như sau. Thứ nhất là lúc nó chạy được, lúc không, tức là lúc nó chạy được thì nó ra nguồn đủ 18V và 5V, và có trường hợp nó đang chạy thì nó lại mất nguồn, và ta cắm lại đôi khi nó lại không chạy. Vậy thì cái biểu hiện của bếp là như vậy, thì về nguyên nhân nào dẫn đến cái nguồn xung này nó chạy bập bà bõ như vậy và lúc chạy lúc không như vậy, thì trong video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến cái lỗi này để ta khắc phục cái lỗi trong bếp từ như này. Thì để các bạn hiểu hơn về cái phần nguồn xung thực tế trong cái bo bếp từ này, thì tôi sẽ vẽ sơ qua cho các bạn cái sơ đồ của cái khối nguồn xung này, để chúng ta cần có cái nhìn cụ thể hơn để ta phân tích là nguyên nhân tại sao nó dẫn đến cái bệnh này. Rồi thì đây, quan sát trên cái bo này thì đây là cái hai cái chấu cắm đầu vào AC, đây là cầu chì. Đó. Thì đây là điện trở cầu chì, đây là diode, đây là tụ lọc 300V, đây là biến áp xung, đây là IC nguồn, đây là con 7805, đây là tụ lọc 18V, tụ lọc 5V, tụ lọc nguồn VCC. Rồi nhìn ở phía dưới ta thấy để cấp cái 300V cho cái phân nguồn xung, thì từ cái cầu diode 300V cấp cho khối công suất này, chúng ta thấy từ dương cầu diode này đi qua một con diode, đi qua một con điện trở hàn ròng nhé, đi vào cái tụ, đây là tụ lọc ra 300V cho cấp cho nguồn xung. Cái 300V này sẽ đi vào cuộn dây sơ cấp, đầu bên kia cuộn dây sơ cấp đi vào chân 5678 của con IC Viber 12A này. Có một con tụ, một con điện trở, đây diode, đây là cái mạch dập xung cho con IC này nhá. Phía bên kia của IC nguồn chúng ta thấy nó còn lại 4 chân, 1 2 3 4. Chúng ta quan sát chân 1, chân 2 này dính vào nhau là đi về âm của tụ, chứ là chân 1 2 là mát. Chân số 3 ta dò ngược lại ta thấy nó đi vào đuôi con diode Zener. Con diode đầu của Zener nó đi lên 18V, thì đây là con diode Zener 18V, đây là cái phần hồi tiếp AB cho con IC này nhá. Tiếp đến từ cái đầu ra 18V, chúng ta thấy đi qua một con diode nhỏ nhỏ, đây là con diode kép nhỏ nhỏ này. Lọc vào cái tụ nhỏ này này. Đi vào chân số 4 thì đây là chân VCC. Đấy, nguồn này lấy ra nguồn 18V và nguồn của 9V, 9V này đi vào con IC 7805, con IC 8805 đây. Nha. Rồi, thì tôi sẽ phát qua cái sơ đồ này cho các bạn có cái nhìn cụ thể hơn về cái phần nguồn xung này nhé. Thì đây là từ đầu vào 220 như thế này. Nó sẽ đi qua vào cầu diode này tạo ra cái điện áp 300V. Cấp cho công suất nhá. Thì từ cái cầu diode này nó sẽ đi qua con diode, qua một con điện trở hàn ròng, nạp vào một cái tụ. Thì đây là 300V DC, cái này thì nguồn xung. Thì từ cái nguồn này thì nó đi vào cái biến áp nhá. Đi vào cái biến áp thì ta thấy có cuộn sơ cấp của biến áp này. Rồi, đây cuộn sơ cấp của biến áp này. Rồi nó đi vào chân số 8, 7, 6, 5. Thì đây là toàn bộ là chân D của con IC nguồn này. Thì vậy qua đây nhé, 1, 2, 3, 4. Rồi, quan sát trên cái con IC này ta thấy chân 1, 2 nó đang đo thông về âm của tụ, chân 1, 2 xuống mát. Rồi, vậy còn lại chân 3, 4 của con IC nguồn này, cộng với, ta quan sát xem cái biến áp này lấy ra như tôi vừa nói, nó hai nguồn bên tư cấp, một nguồn 18V và nguồn 9V này. Từ đây hai cuộn dây này, đi ra diode này, hai con diode, hai tụ lọc, con 7805 này, để ta vẽ nó ra. Thì đây, cái biến này nó sẽ ra hai cuộn. Một cuộn này là quan diode này, tụ lọc này. Cái nguồn này của 9V đi vào con 7805 này. Đây tạo ra 5V nó cho vi xử lý nhá. Cái tụ lọc 5V. Đây là 5V. Cái cuộn thứ hai là như này. Có con diode qua cái tụ lọc. Đây là đây. Khoảng 18V. Cái 18V này cho công suất đấy và cho quạt nhá. Rồi. Thì bây giờ quan sát trên cái mạch này chúng ta thấy nó còn lại chân số 3, chân số 4 thì nó là còn lại chân FB và chân VCC của cái con IC nguồn này. Thì chân FB chúng ta thấy từ cái nguồn ra 18V trên đầu cái tụ lọc 18V này, chúng ta thấy có một con diode Zener đầu ghi lên 18V, đuôi đi về chân số 3. Thì đấy là chân FB. Ta vẽ nó ra thôi. Đây, như thế này, chân số 3 chúng ta thấy có một con ZD. Con ZD này là 18V. Đây là chân FB. Rồi, quan sát tiếp trên mạch chúng ta thấy từ cái đầu con diode 18 lọc mà ra tụ lọc 18V này, chúng ta thấy qua đi con diode kép này, đi về chân số 4 và có một cái tụ lọc nguồn. Đây. Đây là chân VCC vẫn từ đây. Đi qua con diode kép. Đấy, lọc vào một cái tụ. Thì đi vào chân số 4 thì đây là chân VCC. Thì vậy đầy đủ chúng ta đã có một bộ nguồn xung của cái bếp từ này đầy đủ. Đấy, dựa vào cái nguyên lý hoạt động của cái này để ta dựa vào biểu hiện của ta tìm hiểu nguyên nhân ta sửa cái bệnh này nhá.
Thì ban đầu khi cấp điện vào cầu diode tạo ra 300V đi qua diode này, đi qua điện trở hạn dòng này là có tụ này. Thì cấp cho cuộn sơ cấp này, cuộn sơ cấp này đi vào 5678 này, đây là chân D, chân 12 là chân S của con IC này. Thì trong đây nó có phần mạch dao động và phần mồi chạy cho điện trở này, thì con IC này chạy, và khi IC này chạy thì có dòng điện 300V chạy qua sơ cấp mà súng mát này, có cái dòng điện cảm ứng sang cái cuộn hai cuộn này, lúc là hai cuộn này chỉnh lưu và lọc cái tụ thu được hai cái điện áp 9V và 18V và ổn áp thành 5V. Sau khi ta có 18V để cái nguồn 18V này ra luôn ổn định thì nó sẽ có phải cái chân FB. Đó là chân duy trì cái tần số đóng cắt của cái con IC này, thì từ cái đầu ra 18V đi qua con ZD 18V đi chân 3, đây là chân FB. Vẫn từ cái nguồn ra 18V chúng ta thấy cho đi qua hai con đuốc chỉnh lưu lại tiếp tục lọc trên một cái tụ đi về chân số 4, đây là chân VCC. Thì bây giờ ta hiểu cái nguyên lý của nó như này thì ta tìm hiểu tại sao cái nguồn IC nguồn này lúc nó chạy lúc nó không, và có khi đang chạy nó mất nguồn, và đang chạy rồi xong nó mất xong ta cắm lại nó không chạy lại nữa. Thì bây giờ tôi sẽ cắm vào nguồn để test cho các bạn xem nhé. Rồi, đầu tiên ta sẽ kiểm tra cái đầu vào 300V, có không chưa? Đây các bạn nhìn này. Đây cái tụ lọc nguồn 300V, các bạn thấy không? Có 300V đủ nhá. Rồi tiếp tục tiến hành đo ngay ở chân D có DC nguồn, trước là chân 5678 của nó sẽ có 300V không? À đây cũng có luôn. Thì nếu trường hợp mà ta đo ở chân D này tụ có mà chân D này không có thì cuộn sơ cấp đứt nhá, trường hợp này loại cuộn sơ cấp. Cái trường hợp thứ hai, bây giờ ta sẽ đo cái đầu ra cho các bạn xem nhé. Bây giờ tôi sẽ đo cái đầu ra 18V. Đây là cái tụ lọc nguồn 18V đây. Đầu con diode zener này chúng ta thấy bằng 0V. Rồi cái cuộn để con diode để ra cái 9V đây. Cũng bằng 0V đây. Rồi. Tôi kiểm tra cái tụ lọc nguồn VCC xem nào. Chúng ta thấy có cái điện áp ở đây nó khoảng 10V. 10V ở cái tụ lọc VCC này mà đầu ra nó lại không có vô nào. Đấy, tôi đo lại cho các bạn xem. Rồi. Bây giờ ta tiến hành đo nóng là như vậy, là ta đo thấy có 300V này, đến chân IC nguồn này. Đầu ra bằng 0V này. Rồi bây giờ ta sẽ kiểm tra nguội xem là cái cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp này có đứt không nhá. Đây có là hai cuộn dây này. Đấy. Đấy, ok này. Hai cuộn này ok. Chắc là nó không hư đâu, bởi vì có lúc nó chạy được thì tất nhiên là cuộn dây nó đứt thì sẽ không bao giờ chạy được. Không ra bao giờ ra đủ vôn, nhưng nó ra rồi loại luôn. Thì đây là con diode zener hồi tiếp, thì tôi tiến hành tôi đo luôn này. Đây, lên một chiều này. Đấy, một chiều không lên này cũng là ok này. Con diode kép này tôi đo luôn này. Một chiều không lên này. Một chiều lên bình thường. Đấy. Con 7805 này không có chập chạm gì cả. Được chưa? Ok. Thì vậy thông qua kiểm tra sơ qua thôi. Đấy, chúng ta kiểm tra sơ qua này, cái cuộn dây sơ cấp này không đứt thì đây có 300V này. Các cuộn thứ cấp này không đứt này. Diode zener không chập này, diode chỉnh lưu lấy nguồn VC không đứt này, không chập này. Rồi. Thì bây giờ nguyên nhân nào dẫn đến cái nguồn này nó chạy bập bõm lúc được lúc không, và có khi đang chạy mất, thì bây giờ ta sẽ phân tích này. Lúc nó chạy được thì ra đủ rồi, nhưng mà lúc nó không chạy được thì chúng ta đo ở đây có 300V ở đây này. Các cuộn dây, các thứ diode, các thứ IC này không chạm chập, diode zener không đứt, diode hồi tiếp này không đứt. Thì vậy, biểu hiện như vậy thì nguyên nhân như sao? Thì nếu ta giả thiết này, nếu mà con IC này nó chết hẳn rồi thì nó không chạy được nhá. Cái trường hợp thứ hai, nếu mà chân FB là con diode zener này chẳng hạn do gì hoặc là hư này, thì chúng ta thấy hiện tượng là có thể chạy, có thể con IC nguồn này nổ chết này, hoặc là ra quá cao hoặc quá thấp hoặc chạy ngắt. Đây không phải vậy, đây không ra tí nào, được chưa? Đấy, không hư linh kiện nào, mà cái quan trọng ta lưu ý vừa nãy tôi đo cái chân VCC ta đo được hơn 10V. Chứng tỏ con IC này nó chạy rồi đấy. Nó chạy rồi, như các bạn đã biết này, ta phân tích cho các bạn biết này, tại sao ở cái chân VCC này nó lại có nguồn mà lúc này ta đo ở cái phần 18V này nó lại không có nguồn nhá. Tại vì cái chỗ này nó có cái tụ lọc 18V này, khi ở trong đây á là có phần điện trở mồi nhá. Cái điện trở mồi để mồi cho con IC này chạy. Như các bạn đã biết là một số IC muốn chạy được cái nhịp 1, nhịp 2, nhịp đầu thì nó phải có cái điện trở mồi. Một là chúng ta thấy nó mồi ở ngoài, hay là ta mồi ở trong. Nhưng nó chỉ chạy được ổn định trong 1, 2 giây, 1, 2 nhịp thôi, để cho con IC này nó dẫn. Thì có dòng điện cảm ứng. Khi có dòng điện cảm ứng thì từ cái nguồn VC này nó phải nuôi lại cho cái chân số 4 này, để con IC này chạy tiếp tục và ổn định được. Thì nếu vì lý do gì
mà khi cái nguồn này nó cho chạy 1-2 nhịp ra điện rồi, nhá ra điện rồi mà cái nguồn CC này nó không bồi lại được đấy, thì có thể con IC này chạy được 1-2 nhịp và có thể cái tụ này nó hư hoặc cái đường này nó hư thì dẫn đến có thể con IC nó chưa chạy được nhá. Mà ta thấy đo thấy có vôn ở đây là do ở phần mồi, nó mồi ra cái chân này nó cũng có điện áp. Thì bây giờ cái điện áp theo tôi ở đây nó phải là 18V. Tại sao nó có 10 đến 12V ở đây? Thì bây giờ ta tập trung vào cái đường VCC này nhé. Rồi nhìn trên mạch này các bác. Đây, chúng ta thấy cái tụ lọc nguồn này, có tụ này là 50V 4.7mm đây, nó qua đi con diode này. Thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái tụ này nhé. Đây là cái tụ lọc mà nguồn VCC nó có chỉ số là 50V 4.7mm. Rồi, bây giờ tôi tiến hành tôi đo nó và tôi sẽ thay thử con tụ này xem sao. Rồi, xong qua kiểm tra tụ này tôi phán đoán là con tụ này nó đang bị khô, giảm số mi. Vậy tôi sẽ thay thử một con tụ tương đương khác vào xem nào, nếu nó chạy được thì là nguyên nhân là do cái tụ này nó bị hư nhé. Thì để cho đỡ cho mất thời gian thì tôi sẽ trích ngay cái tụ ở trên cái phần trên mạch này cho nó nhanh, nó chạy được thì ta tính sau nhé. Rồi, bây giờ tôi thay thử cái tụ này vào. Bây giờ tôi cấp điện vào, nếu mà nó ra được 5V là nó sáng cái đèn, ra được 5V 18V là ok, là nguyên nhân là cái dẫn đến là cái đường VCC nó bị lỗi do cái tụ nó bị hư nhá. Rồi, và tôi cấp nguồn vào. Rồi, cấp nguồn. Rồi, lòng cái tụ. Đấy, bạn thấy không? Sau khi tôi thay thử cái tụ, cái tụ này tôi đang thay cái tụ 10mm 50V vào, thì bây giờ tôi vẫn thấy là nó đã lên nguồn rồi. Cái này nó vừa tít đèn rồi mà. Để tôi kiểm tra cái nguồn này xem nào nhé, xem nó có 5V và 18V ở đây không. Đây bạn thấy nhìn có 5V này, ok nhá, ra 5V này, 18V này, ok. Đấy, để xem mở lên tại sao nó lại không, vừa lên đèn nó lại không lên. Thì lỏng cái dây lên cáp này, từ từ cái đây ta tính sau nhá. Thì bây giờ lên lại đã lên đó, ok, báo lỗi rồi. Thì bây giờ như này ta đã xử lý được cái bệnh này, tức là nó đang bị lỗi phần nguồn VCC. Thì bây giờ ta lại tắt lại, ta điểm tị rồi ta mở lại nó mà ok được là xong cái bệnh này nhá. Thì vừa cái này tôi nói lại là lúc nó chạy lúc không, lúc có khi máy nó đang chạy nó mất nguồn luôn, rồi cắm nó lại không lên nữa, và có lúc nó chạy được lúc lại mất. Đấy, bây giờ bên sau khi tôi sửa rồi thì bây giờ tôi để một tí rồi tôi sẽ lại nhé. Đấy, bật lên lại vẫn lên bình thường, thế là xong rồi nhé, ok nhé. Video này lại dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.